Ôi giời, Pina là cho anh gối đầu cái nào. Ôi giời, ok. Hai đứa này, lùi lại. Lùi lại, lùi lại. Nằm xuống. Nằm, 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 nằm. Nằm thế nào? Nằm xuống đi. Nằm xuống. Chiro. Nằm. Ừ. Messi nằm xuống đi. Messi nằm gác lên đùi anh đi. Gác cái này. Messi. À, nằm tí xuống đây nè. Nằm xuống. Nằm xuống đi. Nằm nào. Nằm nào. Ok chưa? Sa. Nói nằm mùa đông mà nằm kiểu này phải nói ấm thì thôi rồi. Mấy cái chăn, mỗi cái chăn 37, 38 độ. Ừ. Thôi, Jimmy. Jimmy ồn nào quá Jimmy ạ. Mi à. Ồn nào. Ok không mọi người? Đó. Có đứa nào nằm xuống đây không? Nằm xuống đây này. Messi nằm xuống đây. Ừ. Rồi, không liếm. Đừng liếm. Yên, Pina nằm yên để anh cúi đầu. Ừ. Ok. Có nhìn thấy mặt không? Ok. Mi ơi, Mi. Không ngồi nào. Đấy là âm thanh ở ngoài đường chứ âm thanh ở đây. Siro nằm yên. Nằm xuống. Nằm ra. Pila, anh gối đầu một tí mà không cho hả? Pila ngồi nằm ngồi lui lại đây. Không thì con Messi nằm xuống. Để tao gối đầu. Nằm xuống. Ok. Nằm thế. Ôi, được. Rồi, nằm yên, nằm yên, nằm yên. Ok, được. Nằm yên đấy. Rồi, nằm xuống đây. Đó. Nằm yên để anh gối đầu. Ok. Ừ. Pila liếm Messi là sao? Hả? À, ý của Pila là thương cảm là phải làm gối đầu cho anh ấy hả? Sổ được làm gối đầu của anh tưởng dễ à? Nhỉ. Yeah. Đó. Mọi người ấy mà ai mà mọi người ai mà gần con chó ấy mà mọi người thấy cái con chó của mọi người nó điều chỉnh lực nó không có tốt ấy. Nó cứ xô đẩy, nó va đập vào, nó không có theo kiểu là nó nhẹ nhàng, gọi là nó điềm đạm như là những con chó của mình, như là ba cái con của mình này, thì cái đó là do mọi người là tiếp xúc với chúng nó chưa đủ nhiều, và trong cái lúc tiếp xúc ấy thì mọi người không có điều tiết cho nó, mọi người phải điều tiết cho nó, tức là mình ấy, phải là cái người chậm trước, mình là chủ ấy. Mình phải là người từng việc một trước, và mình phải chậm rãi trước, thì con chó nó sẽ dần dần nó sẽ theo. Ờ, giả sử như này ấy, là chúng nó nằm yên đấy chứ. Bởi vì sao? Bởi vì mình nằm yên và mình muốn nằm yên, tức là từ cái ở trong cái thái độ của mình ra ấy, là con chó nó cảm nhận được, thì dần dần chúng nó sẽ điều chỉnh. Chứ nếu mà chúng ta chơi với chúng nó mà chúng ta cũng vẫn còn đang thì trong người vẫn còn đang thì nó có một cái độ độc ở trong người ấy, thì con chó nó cũng nó cứ sẽ gọi nó ồn ào. Muốn nó yên nên là chúng ta phải yên ở trong người trước, bản thân chúng ta phải là tĩnh trước thì con chó nó sẽ tĩnh theo đó. Mọi người thấy nó nằm nó rất là gọi là hưởng thụ chứ nó không phải không đó, bởi vì con chó nó muốn gần chủ chứ nó không. Con nào, con chó nào nó cũng muốn gần chủ nhá. Chẳng qua là có những con mà nó ồn ào ấy là nó không biết cách, cho nên là nó chỉ được gần chủ một lúc thôi. Nếu nó điềm đạm ấy thì nó sẽ được gần chủ nhiều.
Thế thành ra là khi mà chúng nó biết rồi và chúng nó theo cái nếp của chúng ta rồi, và cái bản thân cái cảm giác của chúng ta ấy, con chó nó cũng hiểu. Cảm giác của chúng ta có hài lòng với cái việc ấy hay không là chúng nó cũng hiểu. Thì lần sau chúng nó lại cứ thế thôi. Rồi, Pila vào đây. Pila nằm bên trong đây, Pila. Pila này. Đứng lên. Nằm vào bên trong. Trèo vào đây. Trèo qua. Nào. Không, trèo qua nằm bên trong, không nằm bên ngoài. Vào đây, vào bên này. Trèo qua người. Bước vào đây. Vào đây nằm. Ừ. Nằm thế á. Bước hẳn vào trong cái này. Đây tôi gối đầu lên con Mel C rồi. Đi la vào bước qua người đi, bước vào trong. Bọn này nó không bước qua người mọi người ạ. Hai như con Pila này là bảo nó bước qua, nó không có bước qua này. Như con Siro thì mình bế nó ngày bé, mình vần vò nó quen rồi. Thì bảo nó bước qua là nó cũng bước đấy, nó bước qua bụng này. Với lại Melsi đó, nhưng Pila bảo bước qua là không bước. Pila có muốn lên tivi không? Muốn lên tivi Pila phải sang bên này. Pila vòng sang đây, trèo qua. Trèo qua nằm từ bên trong nhìn ra cơ thì mới nhìn được, chứ còn nếu mà bên ngoài mà gối đầu như thế thì đầu mặt quay vào bên trong nó còn đâu, mặt quay vào bên trong thì nhìn làm sao được. Trèo vào đây, bước qua Pila vào trong này rồi, ok rồi, nằm quay mặt về đây, quay mặt xích vào đây, xích đấy Pila nào. Gối đầu đây. Gối đầu lên bụng. Gối đầu lên. Nào nằm xuống đây. Xích vào đây này. Đây mà. Không. Thế còn nói năng gì. Đó. Ấm. Thế này. Mùa đông không cần phải đắp chăn luôn. Tiến lên. Mì hấp à? Đó, ok không? Kiểu này mọi người đã thấy 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 cái kiểu nằm của chúng nó, mọi người có thấy chúng nó cái dáng nằm của chúng nó cảm giác nó hưởng thụ, cái khuôn mặt của chúng nó hưởng thụ không? Nó được gần chủ, nó hưởng thụ, nó sung sướng. Đó, Siro gác chân lên người Siro, Siro ngủ luôn rồi nghe. Đây này. Đấy. Khi mà nằm như thế này ấy là con poodle nó không tham gia vào đây được. Bởi vì là nếu mà nằm với ba con này mà con poodle vào, ba con này nó cọ vào cái là có thể nó bị đau, cho nên nó sẽ núp, nó sẽ nằm một mình ở chỗ. Đấy. Nó không nằm chung vào đây. Còn nếu bình thường mà con poodle nằm ấy là nó nhảy luôn vào trong lên đùi nó nào. Pila nằm xích vào một tí. Xích nữa. Xích nữa lên. Nằm thế xa quá. Xích lên một tí. Đó, mọi người mà nếu mà nuôi các giống chó, một số giống ấy thì nó hiếu động thì nó không chịu nằm yên. Nhưng mà giả sử như là nếu mà nuôi như nuôi rốt này chẳng hạn thì mọi người sẽ rất là dễ để mà con chó nó điềm đạm lại. Nó điềm đạm ấy thì nó phụ thuộc vào cái tính cách của từng con. Nhưng mà khi chúng ta tiếp xúc với chúng nó ấy, là chúng ta nó có một cái độ tĩnh thì chúng nó cũng sẽ dần dần nó sẽ tĩnh lại. Như Siro nó bắn ngắn tùy lúc thôi. Nó chơi lúc nào chơi thì nó phẩm tùy lúc thôi. Còn cái lúc mà mình mà nằm yên hay mình làm gì thì nó cũng nằm yên thôi. Đó, Siro, mọi người nhìn Siro. Chứ còn bình thường nếu không thả ra thì nó bắn ngắn, chứ nó không có phải là nó ấy, nó yên đâu. Thế cho nên là nó yên, nó bắn ngắn, nó hiếu động thì nó cũng là tùy lúc.
Còn cái lúc nào mà chúng ta muốn nó yên ấy thì chúng nó cũng vẫn cứ yên bình thường. Chúng ta không phải quát nạt nó thế này thế kia, mà cái cách chúng ta tiếp xúc với con chó nó sẽ biết, nó sẽ hiểu. Bảo nó từ từ hoặc bảo nó ngồi yên thế thôi, chứ không không cần phải quát nạt ầm ĩ làm gì. Nhẹ nhàng nói là chúng nó hiểu rồi. Ừ. Ừ, ngủ đi. Ba, mấy đứa nằm ngủ đi. Nằm ngủ lúc đi. Ok. Với chỗ nào để con mèo xì không bị đau. Ok, để anh gối ra đây. Mèo xì thích anh gối ở đây hả? Anh sợ là chỗ này là điểm tiếp giáp giữa xương sườn với lại bụng này, xương sườn nó hơi yếu, gối nó bị nặng. Có nặng dễ chịu hả? Ok, thế nằm xuống đi. Thế nằm xuống ngủ thôi. Nằm xuống ngủ thôi. Ừ, Pira nằm xuống ngủ thôi. Nằm xuống đi. Hai đứa chúng nó ngủ rồi đấy. Pina có ngủ thì nằm xuống ngủ thôi.